đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bắt trọn khoảnh khắc Hoa hậu Hồ Hennie đi làm căn cước công dân tại quê nhà, nhan sắc thật khiến fan té ngửa. Nhắc đến những nàng hậu nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn giới truyền thông nhiều nhất, không thể không nhắc đến Hồ Hennie. Một trong những điểm nổi bật của Hen giúp cô nàng nhận được yêu thương chính là sự gần gũi, mộc mạc, giản dị trong mọi hành động. Mới đây nhất, khán giả đã được fan bất ngờ khi nàng hậu diện trang phục đơn giản, mặt mộc đến trụ sở cơ quan chức năng để làm căn cước công dân. Cụ thể khoảnh khắc này đã được netizen chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, Hồ Hennie diện outfit đơn giản, áo thun, quần thun, đi dép tổ ong, đến chụp ảnh và làm thủ tục cấp căn cước công dân. Cũng như nhiều công dân bình thường khác, nàng hậu cũng phải chụp ảnh thẻ. Dù không trang điểm, thế nhưng nhan sắc của Hồ Hennie qua camera thường vẫn tỏa nắng, đốn tim bao chàng trai. Không những thế, khi được khán giả nhận ra và xin chụp ảnh kỷ niệm cùng, Hồ Hennie vui vẻ nhận lời mà không hề từ chối. Đây cũng là điều dễ hiểu khi từ trước đến nay, Hồ Hennie luôn nổi tiếng với sự gần gũi, mộc mạc và chiều fan hết mực. Ngay sau khi được chia sẻ, loạt ảnh nàng hậu đi làm căn cước công dân đã khiến fan nháo nhào. Bên cạnh những lời khen cho sự thân thiện của Hồ Hennie, netizen cũng xin phía xinh đẹp, rạng ngời dù là ảnh qua camera thường của top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2019. Chị Hồ Hennie từ xưa đến nay nổi tiếng thân thiện rồi. Chụp cam thường, không áp, không filter nhưng vẫn rạng ngời. Đúng là hoa hậu, đẹp bất chấp camera thường luôn. Xin vía xinh đẹp đi, Hen ơi! Dễ thương, gần gũi, thân thiện là những cụm từ có thể miêu tả về Hồ Hennie. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.